Nhầm tưởng là đường ăn, bé 5 tuổi nhập viện do nuốt sút ăn da. Bé gái 5 tuổi ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh phải nhập viện sau khi gặp tai nạn sinh hoạt hy hữu nuốt nhầm sút ăn da NaOH vì tưởng là đường ăn, khiến khoang miệng tổn thương nặng nề. Theo lời kể của gia đình, bé gái trú tại thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh đang chơi thì nhìn thấy lọ đựng hóa chất NaOH của anh trai mua về làm thí nghiệm nên cho vào miệng ăn vì tưởng nhầm là đường. Sau đó, bé xuất hiện tình trạng đau rát, loét xương nề và sung huyết khoang miệng, tổn thương vùng hạ họng, nôn khàn tiếng. Gia đình đã đưa con đến bệnh viện sản nhi tỉnh Quảng Ninh để điều trị. Qua thăm khám, bác sĩ kết luận niêm mạc thực quản của trẻ bị phù nề sung huyết, dạ dày có dịch vị lẫn máu đông, niêm mạc phù nề sung huyết. Hiện tại sức khỏe trẻ ổn định, các tổn thương đã dần hồi phục, có thể tự ăn và vừa được xuất viện. Theo các chuyên gia, hóa chất NaOH có tên gọi khác là natri hydroxide hoặc là sút vẩy, sút ăn da. Đây là hóa chất xếp hạng một các loại hóa chất nguy hiểm, có tính ăn mòn cao, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con người, thường tồn tại ở thể rắn có màu trắng, không mùi và tan nhanh trong nước lạnh. Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo trẻ em là lứa tuổi rất hiếu động và tò mò với những đồ vật trong phạm vi hoạt động của mình. Do đó, cha mẹ cần chú ý quan sát trẻ khi chơi, cất kỹ và để xa tầm với của trẻ các đồ vật sắc nhọn hay hóa chất để tránh cho trẻ tiếp xúc phải, hạn chế nguy cơ gặp tai nạn sinh hoạt. Trường hợp không may tai nạn xảy ra, gia đình nên cấp cứu bé bằng cách rửa vết thương liên tục bằng nguồn nước sạch có sẵn gần nhất. Sau đó đưa con đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được tiếp tục xử trí nhằm hạn chế tổn thương sâu cho trẻ.